Thưa quý vị, với mục đích đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Vừa qua, 150 bà con nhân dân xã Hòa Bắc đã tề tựu tại nhà văn hóa xã để giao lưu cùng với bộ đội. Chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước, các nội dung chính của luật phòng thủ dân sự, luật dân quân tự vệ và luật nghĩa vụ quân sự được báo cáo viên truyền đạt đến bà con nhân dân bằng ngôn từ ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Không chỉ thông qua báo cáo viên, hình thức sân khấu hóa kết hợp với tờ rơi tuyên truyền bước đầu đã phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật đến với bà con vùng sâu vùng xa của thành phố. Đối với quân đội thì tình cảm giữa quân với dân thông qua nhiều hoạt động về giúp dân cũng như là nhiều hoạt động về an sinh xã hội, cho nên là cái hình ảnh của người quân đội gắn với người dân cái tình cảm rất là sâu sắc. Do vậy nhiều hoạt động, kể cả các hoạt động mà tuyên truyền và giáo dục luật đối với người dân phải nói là hết sức thiết thực và gây cho người dân một cảm giác rất là gần gũi đối với giữa tình cảm giữa quân và dân. Thực hiện đề án 1371 của chính phủ về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật đến mọi người dân. Tuy công tác tuyên truyền pháp luật thời gian qua luôn được lực lượng vũ trang lồng ghép vào hoạt động dân vận, song từ đầu năm 2023, hoạt động này được tăng cường bằng các hội thi pháp luật, các buổi nói chuyện chuyên đề lưu động đến các địa phương. Tinh thần thượng tôn pháp luật có ý nghĩa rất lớn đối với việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người dân cần phải có cái nhận thức đúng đắn trong việc chấp hành pháp luật. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân thông qua những văn bản quy phạm pháp luật được xác lập, đặc biệt những văn bản mới phù hợp với tình hình đặc điểm của khu vực. Trong đó có những cái phương pháp như là phát tờ rơi, rồi bằng hình thức báo cáo viên để nâng thông qua đó là giúp cho bà con nhân dân có cái thêm nhận thức mới. Lực lượng vũ trang thành phố xác định song song với công tác bồi dưỡng chuyên sâu cho lực lượng báo cáo viên thì sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan và địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Mục tiêu là đến năm 2024, 60% cán bộ, bà con nhân dân, vùng trọng yếu, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố được nâng cao nhận thức và có hiểu biết cũng như chấp hành tốt pháp luật.